Xin chào các bạn, hiện tại là bên mình đang in một cái tem nhãn cho một cái thương hiệu cà phê sắp nổi tiếng nha các bạn. Và trong video này thì mình muốn chia sẻ là cái ứng dụng đặc biệt của dòng máy in UV khổ lớn ở Nhật Bản mà bên mình đang sử dụng. Thì ngoài những cái chức năng in những cái pano biển bản hộp đèn mà khổ lớn, khổ 3 mét trở lên á, thì bên cạnh đó thì máy vẫn có thể in được những cái dòng tem nhãn với những kích thước nhỏ, nội dung chi tiết nhỏ và rất là nhiều cái hiệu ứng khác nhau. Và cụ thể là máy đang chạy trên cái chất liệu đây là phim trong suốt đó, thì ứng dụng là có thể in ra được mực trắng trên nền trong suốt nè, mực trắng trên nền trong suốt, và rất là nhiều cái hiệu ứng khác nhau, là in màu sắc hai mặt, màu không xuyên đèn, màu xuyên đèn đó, thì các bạn có thể dễ hình dung. Mình đang test nhiều cái option để khách hàng dễ lựa chọn, và cuối cùng là hiện tại là mình mẫu này là khách hàng đã chọn và duyệt, mình đang in những cái bản in thành phẩm cuối cùng để bàn giao cho khách hàng bên mình. Anh khách này trước khi quyết định mà chọn cái chất liệu phim trong và in dòng máy UV bên mình đó, thì anh cũng đã dùng qua rất là nhiều cái loại tem khác nhau rồi, và một trong những cái mà thịnh hành trên thị trường hiện nay là dòng tem nhãn mà gọi là DTF các bạn. Nó là những cái dòng mà in rồi nó dán lên là lột ra giống như thế này nè đó, dán xong rồi lột ra. Thì ở đây cũng nó có những cái ưu điểm riêng của nó, là nó rất là tiện dụng và nhìn nó cũng rất là tự nhiên, giống như là mình đang in trực tiếp lên trên cái bề mặt của sản phẩm. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có nhiều cái khuyết điểm. Vấn đề ở đây là thứ nhất là vấn đề về màu sắc đó, có thể bạn nhìn thấy này, ở đây màu trắng nó cũng không phải là màu trắng. Còn những cái màu sắc khác thì tùy theo cái tem nhãn mà mình sẽ xem thực tế sau đó. Cái thứ hai là cái vấn đề về chi tiết sắc nét, thì cái độ chi tiết sắc nét của chữ á, thì nó có cảm giác của mình á, thì nó vẫn đang nhè nhè nè, nó không có được nét sắc chi tiết đâu. Rồi và cái thứ ba nữa là cái độ bền trong quá trình sử dụng, thì nếu như đối với những cái dạng này các bạn dán, các bạn để trưng bày, trưng bày thôi chứ là mình không có dùng thường xuyên á, tại vì khi bạn dùng thường xuyên, ví dụ như những cái này thì các bạn sẽ phải va chạm nè, hay là các bạn chùi rửa thường xuyên nè, thì nó sẽ bị cái chuyện là nó dính, bám dính như vậy nè, nó sẽ dễ bị bung ra nè đó, nó sẽ không có dính chặt, dính bền được. Mình chỉ cần sủi nhẹ thôi các bạn nè, nó sẽ bung hết luôn nè đó. Rồi các bạn thấy nó tróc ra luôn, không, rất là dễ tróc thôi. Và chính vì vậy mà anh cũng đang muốn tìm kiếm những cái giải pháp khác, và bên mình cũng đã tư vấn và test nhiều cái option để cho anh có thể dán trực tiếp lên sản phẩm, để mà có thể anh dễ dàng anh so sánh về cái độ chi tiết, về màu sắc, cũng như là cái việc sử dụng thường xuyên hàng ngày liên quan tới vấn đề cọ rửa thì nó có bị bong tróc hay không đó. Thì bây giờ mình sẽ thâu những cái hiệu ứng mà rất là đặc biệt mình đã test trên cái dòng máy UV Nhật Bản của mình đang sử dụng ở đây cho các bạn dễ hình dung. Hiện tại là mình đang test khoảng 7 cái option với nhiều hiệu ứng khác nhau, và bây giờ mình sẽ dán trực tiếp lên trên cái sản phẩm bình nước này để cho các bạn dễ hình dung, so sánh những cái hiệu ứng khác nhau đặc biệt của mỗi cái option khác nhau này đó. Mình dừng máy lại một xíu nha. Cái option đầu tiên là mình chỉ in một cái lớp màu thôi các bạn, thì ở đây là nó là màu màu này nó xuyên sáng, thì với những cái máy in UV thông thường thì vẫn in được hết đó, nó là đơn giản rồi. Qua option thứ hai thì ở đây đặc biệt hơn một chút là bên mình thử một cái hiệu ứng trên cái màu trắng ngay chỗ cái phần miệng và miệng cười và hai mắt đó. Thì với ứng dụng in mực trắng thì rất là đặc biệt, chỉ có những cái dòng máy đặc biệt sử dụng mực UV trắng thì mới ra được cái hiệu ứng này nha các bạn đó. Và với option thứ ba các bạn thấy là ở đây cái màu cam này tại sao nó đậm hơn màu cam này, bởi vì nó in chế độ là ba lớp, thì cái màu cam của nó sẽ không có bị thay đổi khi mà các bạn ứng dụng nó lên trên bất kỳ cái bề mặt sản phẩm nào, kể cả là bề mặt tối, nếu như các bạn dán trên nền đen nó vẫn là màu cam, chứ nó không phải như cái option mà màu nhạt bên đây. Bên đây nếu các bạn dán trên nền đen thì nó sẽ bị sai cái màu này đi, nó không còn là cái màu cam nữa. Và cái tiếp là ứng dụng ở đây mình cũng tương tự như cái số 3, nhưng mà mình sẽ bổ sung thêm cái phần mực trắng cho nó tạo cái nổi bật hơn so với cho phần miệng và hai con mắt. Rồi với option thứ năm thì ở đây mình sẽ đảo ngược lại cái phần nền, mình sẽ tràn hết nền màu ra và mình sẽ chuyển cái phần logo icon chính về cái phần trong suốt, thì các bạn có thể nhìn xuyên qua, nhưng mà phần màu cam này thì không có xuyên qua, màu cam này là màu cam không xuyên đèn. Option thứ sáu ở đây là mình sẽ đổi cái nền màu xuyên đèn xuyên sáng qua,
Tuy nhiên mình sẽ đổi item chính về màu trắng nên sẽ tạo lên cái điểm nổi bật hơn đó. Và cái thứ bảy thì mình chỉ đổi cái option về kích thước thôi các bạn. Option này nó chỉ có cái thước dài, nó cũng dán lên một cái, nó phù hợp với lại cái sản phẩm mà khách hàng đưa ra để có nhiều sự lựa chọn hơn. Rồi tiếp theo là mình sẽ mở cái phần đèn lên thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng xuyên sáng khác nhau để các bạn dễ hình dung khi mà đối với cái kỹ thuật in này lên đèn. Các bạn thấy là với option 1 lên đèn nó sẽ bị nhạt nè đó, nhưng mà từ option 3 là khi mà in chế độ này là màu cam nó vẫn là màu cam, nó sẽ không có bị sai màu đi. Ở đây màu cam vẫn là màu cam đó, các bạn dễ hình dung hơn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình dán test thử những cái option này lên trên sản phẩm thực tế để các bạn dễ hình dung đó. Thì với option 1 mình dán trước nha, mình đang tách cái option 1 ra nha các bạn. Nè, các bạn có thể nhìn thực tế nó chất liệu là trong suốt nè, màu sắc nó nhạt. Thì với option này thì khi mà dán lên trên cái sản phẩm thực tế các bạn sẽ không có thấy rõ, nó sẽ bị xấu đi, nó sẽ không có nổi bật. Nhưng mà đối với những cái trường hợp khác thì nó vẫn có thể ứng dụng được nha các bạn. Ở đây là mình đang thử trên trường hợp này thôi thì nó bị nhạt đi. Rồi tiếp theo mình gỡ option thứ hai nha các bạn. Đó, đây option thứ hai thì nó có sự khác biệt ở cái phần màu trắng. Rồi mình dán thử lên nè. Nó các bạn thấy không, nó cũng là y với option 1 nhưng mà nó khác nhau ở cái phần màu trắng của cái mặt cười. Cái này mình dán sơ sơ để các bạn coi thôi nha, nó hơi bị xấu xấu tí nha. Chứ còn dán thiệt thì dán mẫu thì không có dán dày được nha các bạn. Đó, mình so sánh cái mặt khác nhau nè. Và tiếp là mình sẽ gỡ cái option thứ ba nha. Dán đẹp hơn nè. Đây, các bạn thấy cái sự khác biệt chưa? Đó, có thể là chất liệu các bạn sẽ không thấy luôn, đây là cái mí nè. Các bạn thấy nè, mình chỉ vô cái mí các bạn sẽ khó thấy hình dung chất liệu. Đó, nhưng mà về logo rất là nổi nè, nổi lên trên nền của màu cà phê, màu sắc màu cam và chi tiết sắc nét. Tiếp theo là cái phương án thứ tư nha các bạn. Phương án thứ tư thì nó cũng tương tự cái thứ ba nhưng mà nó sẽ khác ở cái phần cái mặt cười nha. Thì ở đây là cái option thứ tư là khác với option thứ ba ở cái phần màu trắng đây thôi. Màu trắng thì mình muốn thể hiện cái option khác nhau cho nên là mình đổi thêm cái màu trắng trong cái phần mặt cười của cái logo. Cái này là cái option thứ năm, bây giờ mình gỡ option thứ năm ra nha. Đây, nó là nguyên cái mảng màu cam và phần icon là trong suốt nha. Thì mình dán lên thử đi các bạn so sánh nha. Đó, thì với option này các bạn thấy giống như là mình đang in lên trực tiếp in lên cái chai vậy đó. Đây thì có nền, còn ở đây là mình cắt theo cái viền của cái nền luôn. Nó thì cái phần này là trong suốt. Cái thứ sáu mình gỡ luôn nha. Đây, thứ sáu thì nền nó sẽ nhạt hơn và cái mặt nó màu trắng. Bây giờ mình sẽ xoay lại từ đầu đến cuối các bạn xem kỹ nha. Option thứ sáu nè, nền trong và có icon mực trắng rất là nét nổi bật đúng không. Option thứ năm thì nó là nền của logo thương hiệu và những cái phần icon này mình đổi ngược lại là nó sẽ thành trong suốt, nó sẽ thấy cái màu sắc bên trong là màu của cà phê đây. Rồi option thứ tư là nền trong suốt nha các bạn, nền này không có in gì hết, nó thì chỉ có cái phần icon nổi bật thôi và có thêm cái phần màu trắng ở đây, mình tạo điểm nhấn màu trắng. Với icon option thứ ba đó thì nó chỉ là mảng màu cam và cái phần còn lại là trong suốt hết. Rồi còn option thứ hai thứ một thì với cái màu nước cà phê này thì các bạn không hình dung, thì chút xíu mình đổ cái nước ra, mình đổ cái nước cà phê ra thì mình sẽ để lại cái bình trong, mình sẽ xoay lại một lần nữa để các bạn so sánh cái sự hiệu ứng khác nhau của các option này nha. Thì trong cái môi trường bình thường thì các bạn có thể thấy rõ là về màu sắc của logo như thế này. Nó tuy nhiên là khi mà đổ nước cà phê vô thì mình phải cân nhắc, mình sẽ test trên cái nước cà phê. Chứ khi mà các bạn không có test với nước cà phê
lỡ mà đổ cà phê vô mà các bạn chọn cái option này thì coi như là không thấy gì hết đó. Thì ở đây mình sẽ xoay lại một lần nữa nè để các bạn nhìn thấy cái sự hiệu ứng khác nhau, đặc biệt của những cái option khác nhau. Đây, chất liệu là đều trong suốt hết và nhìn không có thấy cái mí của phần tem. Còn ở chất liệu và cái option này thì như là in tự nhiên lên trên cái bình nè đó. Bạn thấy option này không? Như vậy là mình đã chia sẻ xong với các bạn rất là những cái hiệu ứng đặc biệt cho tem nhãn mà bên mình đã ứng dụng bằng sử dụng máy in UV của Nhật Bản. Các bạn có thắc mắc, các bạn cần tư vấn hỗ trợ giải đáp thì các bạn cứ liên hệ bên mình hoặc là để lại comment dưới video này, bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.